Thưa quý vị, những năm gần đây để bảo tồn, phát huy và quảng bá di sản văn hóa múa rối nước, các nghệ nhân, nghệ sĩ múa rối đã không ngừng sáng tạo để đưa nghệ thuật cổ truyền này tới gần hơn với công chúng. Trong đó thì nghệ thuật hầu đồng được đưa vào trình diễn ở sân khấu rối nước đã mang lại những ấn tượng thú vị cho người xem. Nhà hát múa rối Thăng Long Hà Nội. Với 5 khung giờ biểu diễn mỗi ngày, những người yêu thích loại hình nghệ thuật múa rối và khách du lịch có nhiều lựa chọn để được thưởng thức những vở diễn đặc sắc. Trong đó, tiết mục Hầu Đồng Cô Đôi Thượng Ngàn đã nhận được nhiều sự quan tâm. Tiết mục này khi mà dàn dựng và biểu diễn thì đòi hỏi các nghệ sĩ phải tập luyện rất là nhiều, rất là hăng say và đồng thời luôn luôn là phải tìm cách để truyền tải được cái hồn của cái nghệ thuật múa rối nước cũng như là cái tín ngưỡng thờ mẫu đến với khán giả. Mà trong tiết mục Lên Đồng này thì chúng tôi gọi là dùng hình thức múa rối nước để mà truyền tải cái nền văn hóa mà tâm linh. Cái hay nữa là mà ở sân khấu khác chưa làm được hết thì ở múa rối nước thì lại làm được những cái lung linh huyền ảo hơn, nó mang tính gọi là cái tính chất gọi là tâm linh, cái tính chất gọi là cái huyền thoại nhiều hơn. Chính vì điều đó mà đối với khán giả ở nước ngoài xem đến của nhà hát múa rối Thăng Long là đều thích những cái tiết mục này. Sự sinh động của nghệ thuật múa rối nước hòa quyện với các nhân vật rối trong Giá Cô Đôi Thượng Ngàn đã tạo nên được cái mới của một giá đồng. Điều này đã góp phần trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt về tín ngưỡng văn hóa cổ truyền. I think the culture of Vietnamese are very nice. Also the place around here is like very primitive. People are nice, very charming. Especially water puppet. It's something the culture about the farmer. It's telling like story of all the farmer did and the story about prehistory, about kings and the weapon, the turtle. It's a mythical story, but it's very nice. Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam thì ngoài các cái điểm tham quan về danh lam thắng cảnh, người ta rất là quan tâm về đến cái văn hóa cổ truyền của Việt Nam mình. Thế thì trong các cái mà show diễn chẳng hạn, người ta có thể xem được thì là cái múa rối nước là một cái rất là đặc sắc. Những năm gần đây, múa rối nước luôn là một trong những sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn khách du lịch, được các công ty lữ hành gắn với các tour, tuyến du lịch để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.